Xin chào anh em, và sao anh em cũng biết rồi, mình là Minh đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của Laptop AZ. Dạo thời gian gần đây thì chúng mình đã tư vấn cho anh em rất nhiều những mẫu laptop trong tầm giá từ 5 đến 12 triệu hoặc là từ 25 đến 30 triệu để cho những em học ngành kỹ thuật rồi, đúng không? Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra là với những anh em nào mà có tầm tiền không đến mức đó, có những em mà có hạn chế về tài chính thì sao? Chỉ nghĩ chúng ta bỏ học à? Không! Chính vì vậy, hôm nay mình có mặt ở đây để giới thiệu đến với anh em một mẫu máy chạm có cấu hình cao này, có độ bền bỉ và mức giá vô cùng dễ tiếp cận, rất phù hợp với những anh em nào có hạn chế về tài chính hoặc là những anh em nào mà là tân sinh viên mà chưa có quá nhiều tiền. Và chiếc máy đó chính là Dell Precision M48 ở ngay cạnh mình đây. Chiếc máy này thì ở trên YouTube đã có rất nhiều những bài phân tích và đánh giá rồi. Vậy thì trong video này mình sẽ chỉ tập trung vào những cái điểm mạnh, điểm yếu của chiếc máy này. Liệu M48 có thần thánh như trong truyền thuyết hay không? Liệu năm 2020 rồi, chiếc máy M48 này có còn là một chiếc máy chạm quốc dân mà anh em vẫn hay đồn đại hay không? Ok, và hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video này nhé. Và anh em cũng đừng quên, anh em hoàn toàn có thể tham khảo mẫu M48 này hay bất kỳ mẫu máy chạm nào tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300, giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ máy nào mua tại cửa hàng nhé. Link sản phẩm và chi tiết chương trình mình sẽ để bên dưới phần mô tả để cho anh em dễ tham khảo nhé. Điều đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc máy cho anh em sinh viên ngành kỹ thuật chắc chắn đó chính là về cấu hình và hiệu năng. Bởi vì nếu như mà cấu hình và hiệu năng không đủ thì làm sao mà chạy được các phần mềm kỹ thuật một cách ổn định được, đúng không? Ở đây, chiếc M48 cho chúng ta rất nhiều các option về cấu hình. Tiêu biểu ví dụ là có i7-4800MQ này, hoặc là 4810MQ này, thậm chí còn có cả 4900MQ nữa. Đi kèm với đó là chip Quadro K1100M, hoặc là K2100M, thậm chí còn có cả M2000M nữa. Và ở đây, với 13 triệu đồng, chúng ta sẽ có option là i7-4800MQ, 4x8 luồng, và chip Quadro K1100M. Ban đầu nghe thì có vẻ thông số có vẻ khá là kém cỏi so với mấy con chip đời 9 với đời 10 mà anh em hay thấy ở trên kênh Laptop AZ, đúng không? Nhưng mà chúng ta đừng vội coi thường. Với việc M48 được trang bị là một con chip hiệu năng cao, đi kèm với đó là một hệ thống tản nhiệt rất là mạnh mẽ, thì chiếc máy này trong điều kiện sử dụng bình thường, và mình đã thử qua các phần mềm kỹ thuật rồi, hoạt động vô cùng ổn định trong khoảng thời gian dài khi mà mình sử dụng các phần mềm kỹ thuật, thì nó không hề có một hiện tượng tụt xung nhịp bất thường nào cả. Thậm chí là nếu như mình chơi các game online, ví dụ như kiểu là LOL này, hoặc là Dota hay CSGO ở một mức setting trung bình thì cũng đều rất là mượt mà. Với việc sử dụng một con chip hiệu năng cao như này, chúng ta hoàn toàn đủ sức để có thể cân được các phần mềm của các ngành kỹ thuật mà thường là sẽ yêu cầu là hiệu năng đơn nhân cao và RAM to, ví dụ như là của các ngành điện này, ngành tự động hóa và thậm chí cả ngành cơ khí nữa, ví dụ như các phần mềm mô phỏng điện, các phần mềm về vẽ kỹ thuật CAD, Proteus hoặc là Revit, Antium hay là ETAP thì cũng đều cân được tuốt. Thậm chí là với đặc trưng công nghệ mà đi kèm của GPU Quadro sẽ cho chúng ta khả năng vẽ kỹ thuật và modeling rất là tốt, rất là phê hồn luôn. Tiếp theo, phải nói về vấn đề khả năng kết nối và mở rộng trên chiếc M48 này. Chúng ta sẽ có ở đây là 4 khe RAM có thể mở rộng tối đa lên đến 32GB và đi kèm với đó là 3 khe cắm dung lượng có thể mở rộng cùng vô vàn các cổng kết nối nữa. Ở đây thì khả năng nâng cấp sẽ rất là cần thiết cho những anh em nào mà là sinh viên hoặc là tân sinh viên mà đang có cái mức tiền không được quá cao. Chúng ta sẽ bắt đầu ở mức 8GB chẳng hạn. Sau này khi có nhiều tiền rồi hoặc là có điều kiện, chúng ta có thể nâng lên 16GB hoặc là 32GB để sử dụng thoải mái hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhiều cổng kết nối, đúng không? Nhiều cổng kết nối thì sẽ tốt cho việc học tập hoặc là làm việc của anh em, bởi vì là các ngành kỹ thuật này chúng ta cần phải thuyết trình hoặc là trình chiếu về dự án của chúng ta rất là nhiều. Một điểm nữa mà chúng ta cần phải nói đến trên chiếc M48 này đó chính là về độ bền và độ hoàn thiện. Ở đây, Dell Precision M48 là một chiếc máy thuộc dòng cao cấp của Dell. Chính vì vậy, chúng ta sẽ có một chiếc máy được hoàn thiện bằng nhôm và hợp kim magie rất là bền bỉ. Các chi tiết ở đây thì vô cùng chắc chắn và vững chãi. Thậm chí chúng ta còn được trang bị cả tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810G nữa. Với cái tiêu chuẩn này sẽ hoàn toàn phù hợp với công việc kỹ thuật của anh em, ví dụ như là kỹ thuật xây dựng hoặc là cơ khí, chúng ta cần phải đi trực địa hoặc là ra công trường nhiều, thì nếu như mà chúng ta sử dụng những chiếc máy mà mỏng manh mà mang đi mang lại đến những cái nơi như công trường chẳng hạn thì sẽ rất là dễ khiến cho máy của anh em bị va đập và gây ra hỏng hóc. Ở trên chiếc M48 này thì lại bền hơn hẳn, va đập thoải mái, các anh em sẽ có thể mà sử dụng đi ra công trường mà không sợ nó bị va đập và hư hỏng nhiều đâu.
Một yếu tố nữa khi mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chọn mua những chiếc máy của ngành kỹ thuật đó chắc chắn là về những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm. Ở đây trên chiếc M4008 này chúng ta sẽ nhắc đến là bàn phím và màn hình. Bàn phím ở đây chúng ta sẽ được trang bị là một bàn phím full size với hành trình phím mặc dù là trung bình thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một độ phản hồi tốt, phím bấm rộng và thoải mái. Cá nhân mình khi mà sử dụng chiếc máy này thì nhận xét là bàn phím này chỉ ở mức tương đối tốt thôi, không quá là xuất sắc đâu. Tuy nhiên nếu như mà mình sử dụng trong thời gian dài thì vẫn có cảm giác thoải mái mà không hề cảm thấy khó chịu gì cả đâu. Ở đây chúng ta còn được trang bị là màn hình 15,6 inch với rất là nhiều option, có option màn TN, màn IPS và màn 4K nữa. Với độ phổ màu là gần 100%, độ say màu thấp thì M4008 chắc chắn là một lựa chọn vô cùng tốt dành cho anh em nào mà làm kỹ thuật mà còn muốn đá sang một chút về đồ họa nữa. Tuy nhiên thì với các anh em kỹ thuật, mình khuyên là chúng ta hãy lựa chọn những màn hình, cái option màn hình là IPS hoặc là 4K trở lên. Màn TN thì sẽ có một góc nhìn mà có góc nhìn hơi hẹp một tí, sẽ hơi khó chịu nếu như mà anh em sử dụng trong khoảng thời gian dài đấy. Đó là những điểm cộng. Có điểm cộng chắc chắn sẽ phải có những cái điểm chưa tốt. Và điểm chưa tốt trên chiếc máy này đầu tiên là mình cảm nhận đó chính là về thiết kế. Thiết kế của chiếc máy này thì to, nặng. Và năm 2020 rồi, to nặng như thế này thì ai mua? Về việc là to nặng 3,2kg, kể cả khi mà chưa cài phần mềm thì chiếc máy này rất là khó khăn trong việc di chuyển và sẽ không tốt với những anh em nào mà bị đau lưng hoặc là đau thận đâu. Tuy nhiên thì với mức giá rẻ như thế này, với cấu hình cao như thế này, chúng ta buộc lòng sẽ phải đánh đổi giữa việc hiệu năng và thiết kế của máy thôi. Và đối với mình nghĩ rằng là các anh em ở trong ngành kỹ thuật này thì cũng đều là con trai cả, nên mình nghĩ rằng là nó cũng hơi nặng một tí thì cũng sẽ không ngại lắm đâu. Tiếp theo nữa, M4008 là một chiếc máy mà đã ra mắt được khoảng 6 hay là 7 năm rồi, cũng khá là lâu rồi. Nên hiện nay ở trên thị trường, chiếc M4008 này phần lớn sẽ đều là máy cũ. Nên nếu anh em chọn mua, muốn sử dụng một chiếc máy M4008 này, cần phải chọn những nơi nào mà uy tín, đủ tin tưởng và bảo hành tốt nữa. Kiểu là mua phải những chiếc máy mà đã bị thay mên hoặc là bị xào luộc linh kiện rồi sẽ nhận rất cháy đắng đấy, rất là khó chịu. Và đó là những chia sẻ của mình về những ưu và nhược điểm của chiếc Dell Precision M4008 này. Vậy thì tóm lại, đối với bản thân mình, chiếc M4008 này hoàn toàn phù hợp cho những anh em nào mà là tân sinh viên hoặc là sinh viên mới đi học, mới ra trường mà chưa có nhiều tiền, hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này với 13 củ nhưng mà sẽ có cấu hình rất là ngon, những chi tiết liên quan hoạt động đều rất là bền bỉ và mạnh mẽ. Cấu hình này thì vừa đủ để cho anh em sử dụng cho ngành kỹ thuật, thậm chí trong vòng là 4 đến 5 năm nữa vẫn còn có thể sử dụng được cơ. Vậy thì anh em thấy chiếc máy này dư nào? Liệu trong vòng 4 đến 5 năm nữa thì liệu có sử dụng được không? Với 13 củ thì M4008 có đáng tiền hay không? Anh em dùng rồi thì hoàn toàn có thể chia sẻ và cùng mình bình luận ở bên dưới phần comment nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.